Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, cuối giờ sáng và đầu giờ làm việc buổi chiều ngày 1 tháng 10, các đại biểu chia 3 tổ thảo luận với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung bàn về các giải pháp khắc phục hồi kinh tế, ổn định đời sống của người dân bị ảnh hưởng sau hoàn lưu cơn bão số 3. Tại các tổ thảo luận, ý kiến của các đại biểu tập trung đánh giá những thiệt hại của hoàn lưu của cơn bão số 3 và công tác khắc phục hậu quả trên các lĩnh vực như giao thông, giáo dục, y tế, thông tin liên lạc, nhất là sản xuất nông nghiệp. Theo ngành nông nghiệp, ước thiệt hại từ hoàn lưu của cơn bão số 3 gây ra cho sản xuất nông nghiệp là gần 900 tỷ đồng, với nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây trồng bị vùi lấp, gần 700 công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt bị hư hỏng. Có 480 công trình thủy lợi bị hư hỏng, sạt lở. Và nếu như chúng ta không khôi phục lại thì ngay cái vụ xuân tới này là có khoảng 3.000 hecta ruộng đã sẽ không có ruộng để cày cấy. Thì cái này cũng là một trong những cái nội dung mà rất là quan trọng. Nên tôi đề nghị là có lẽ là song song với việc này thì các địa phương cũng nên tập trung cho cái việc là khôi phục, chỉ đạo nhân dân sản xuất. Mặc dù là cái ngành nông nghiệp cũng như các đơn vị chúng ta đã có các phương án chỉ đạo rồi, nhưng người vào cuộc vẫn phải là người dân. Các đại biểu cũng tập trung phân tích về việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 9 tháng qua. Theo Cục Thống kê, trong 3 quý qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,7%. Dù có nhiều điểm sáng, sau ảnh hưởng của cơn bão vừa qua sẽ tác động rất lớn tới tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm của tỉnh. Các ý kiến tập trung phân tích những khó khăn, chỉ ra những điểm sáng, từ đó đưa ra những dự báo, xây dựng kịch bản tốc độ tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm nay và năm 2025. Mức tăng trưởng của quý tư theo dự báo nó sẽ khoảng xuống 6%, và cả năm thì Lào Cai sẽ đạt khoảng 7,23%. Là cái mức mà tương đối phấn đấu tốt. Thì đặc biệt là quý tư này thì chúng ta phải hết sức cố gắng trong thu ngân sách, trong tất cả các hoạt động giải ngân. Thì về quý tư thì chúng tôi nó cũng đánh giá là về công nghiệp thì khắc phục chúng ta chỉ còn lại 4 năm thủy điện nữa thôi. Và chúng ta đưa vào thêm được một số thủy điện mới. Thế rồi quý tư là quý mà giải ngân xây dựng cơ bản rất lớn. Cơ bản là còn đến 40-50% nữa thì cơ bản nằm ở quý tư này. Sau khi tiến hành thảo luận tại tổ, chiều nay các đại biểu sẽ tập trung thảo luận tại hội trường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong sẽ có bài phát biểu quan trọng bế mạc hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Như đã thông tin, tại huyện Ba Sát, trận mưa lớn đêm về sáng ngày 1 tháng 10 đã làm nước trên các sông suối dâng cao, gây ngập úng nhiều nhà ở và hoa màu của người dân. Các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã khẩn trương rà soát, tổ chức di chuyển hàng nghìn người dân đến tránh trú ở nơi an toàn, đồng thời huy động lực lượng 4 tại chỗ để hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả mưa lũ và sạt lở trên các tuyến đường. Sau những ngày nỗ lực ổn định lại đời sống sau cơn bão số 3, gia đình chị Lý Thị Hoa và nhiều người dân xã Quang Kim lại vừa trải qua một đêm dài chạy lũ. Nước dưới ngòi san dâng cao khiến cho mọi người đều bất lực, nhìn tài sản, hoa màu chìm trong biển nước. Ao ốc nó cũng trôi, bờ nó này nở ra, chưa khắc phục được một cái gì. Sau lũ thì đất nó ráo ráo, thì chị đi cuốc cũng gieo được khá nhiều rau rồi, lại tiếp tục cơn này. Chung là buồn lắm. Ban đầu cũng bảo là tưởng hy vọng nó còn thành, cứ cố để lại đợt này lại ngập tiếp thì thôi. Còn cái gì nữa, nó lên ầm ầm một lúc. Người chạy sống kịp, chưa chắc được là đã ổn đâu. Chỗ này vẫn cứ phải chờ xem, nước nó cứ đứng như này. Mưa lớn đêm 30 tháng 9, rạng sáng ngày 1 tháng 10 đã gây ngập úng cục bộ tại xã Quang Kim. Thống kê nhanh của địa phương, đã có hơn 30 nhà dân bị ngập nước, 43 hecta lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó có 10 hecta ngô mới được gieo trồng lại sau cơn bão số 3. Cái số diện tích đã cày ải xong rồi, nhưng qua đợt vùi lấp vừa rồi thì toàn bộ cái diện tích đó bị vùi lấp, lại bị vùi lấp hoàn toàn. Xã này đi rà soát kiểm tra tất cả những cái thôn bản, nhất là những cái hộ gia đình ở dưới chân tả mi dương có độ dốc cao, kiểm tra đánh giá cái mức độ nguy hại, từ đó có khuyến cáo cho người dân về mức độ nguy hiểm. Thế còn nếu thời tiết diễn biến mà như thế này thì về chính quyền địa phương xã rất lo lắng. Ngoài xã Quang Kim, mưa lớn cũng làm một số nhà dân tại xã Bản Vược bị ảnh hưởng, gây sạt lở một số điểm trên tỉnh lộ 155 và các tuyến đường huyện, đường giao thông nông thôn tại Bát Sát. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã khẩn trương rà soát,
tổ chức di chuyển khoảng 1.300 người dân đến tránh trú tại các nơi an toàn, đồng thời huy động lực lượng 4 tại chỗ để hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả mưa lũ, huy động máy móc để khắc phục sạt lở trên các tuyến đường. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong vài ngày tới, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng ở các khu vực trung thấp. Để tăng cường chủ động triển khai một số biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt phương án ứng phó với tình huống mưa lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại các địa bàn thời gian qua bị thiệt hại lớn về người và tài sản, những nơi có nguy cơ cao bị sụt lún, khe nứt, sạt lở. Tổ chức kiểm tra, rà soát tất cả những nơi có nguy cơ sạt lở đất, nhất là dọc các tuyến đường giao thông, sườn núi, đồi có ta luy dương, ta luy âm, nguy cơ sạt lở lớn. Kiểm tra các công trình hồ đập, phương án, nguồn lực đảm bảo an toàn hồ đập trước tình huống xảy ra mưa lũ lớn, nhất là các công trình trọng điểm, xung yếu bị hư hỏng. Tiếp tục quan tâm chăm lo đến đời sống, sự an toàn của nhân dân, nhất là các hộ đang ở những nơi công trình công cộng, nhà văn hóa, hội trường, hộ đang phải ở lều lán tạm, nơi đang có nguy cơ bị sụt sạt lở đất đá, đảm bảo đầy đủ vật tư, phương tiện và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, sớm ổn định đời sống sản xuất. Ngày 1 tháng 10, tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố Lào Cai, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 với chủ đề Phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời. Tuần lễ học tập suốt đời là hoạt động thường niên nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về tinh thần hiếu học và xây dựng xã hội học tập. Đây cũng là dịp để tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam. Tại tỉnh Lào Cai, nhiều mô hình khuyến học, khuyến tài thúc đẩy phong trào học tập trong mỗi gia đình dòng họ, khu dân cư được triển khai thực hiện. Cụ thể như các mô hình công dân học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Qua các mô hình này đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, qua đó thúc đẩy phong trào học tập trong toàn dân. Hiện nguồn quỹ cho các hoạt động khuyến học của tỉnh đạt hơn 14 tỷ đồng. Tại buổi lễ, Quỹ Khuyến học tỉnh tặng 30 triệu đồng cho các huyện Bát Sát, Bảo Yên và Sapa để khắc phục hậu quả thiên tai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước, sáng nay 1 tháng 10, tại trại tạm giam Công an tỉnh, Công an thành phố Lào Cai, Công an huyện Bảo Thắng và Công an huyện Văn Bản đồng loạt tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá và tha người đặc xá cho các phạm nhân có kết quả cải tạo tốt. Theo đó, tỉnh Lào Cai có 10 phạm nhân được đặc xá trong dịp này. Tại lễ công bố và trao quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo công an và chính quyền các địa phương mong muốn các phạm nhân sau khi được trả lại quyền công dân sẽ tiếp tục rèn luyện, hòa nhập cộng đồng, trở lại là những công dân có ích cho xã hội. Các xã phường có phạm nhân được đặc xá trở về cần quan tâm, hỗ trợ để công dân được tham gia các hoạt động ở địa phương. Ngày 30 tháng 9, Công an huyện Văn Bản đã tổ chức hội nghị tuyên truyền và ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn. Tại hội nghị, Công an huyện đã phổ biến chỉ thị số 23 ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới. Tuyên truyền, phổ biến một số quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải, bốc xếp hàng hóa, nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế vi phạm trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn. Tại hội nghị, đại diện cá nhân, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách đã ký cam kết tự giác chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh. Ngày 1 tháng 10, Công an thị xã Sapa tổ chức ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Tại khu vực tổ 1 phường Sapa, ngay trong buổi sáng ra quân, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thị xã Sapa đã kiểm tra, phát hiện, nhắc nhở, xử lý 7 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông với các lỗi như không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, không gương, thay đổi kết cấu xe.
lái xe không gương và chưa sao không mua chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe. Hôm nay mưa nên bố mẹ em đi làm nên còn chưa mấy hai đứa cháu đi học. Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, lực lượng cảnh sát giao thông thị xã Sapa phối hợp với công an các phường tăng cường lực lượng, phương tiện, quyết liệt tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với các em học sinh, đồng thời xử lý đối với người giao xe cho các em học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển các loại phương tiện. Công an thị xã Sapa đã tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ để giảm thiểu tai nạn giao thông. Và liên quan đến cái trách nhiệm của nhà trường để quản lý học sinh, tăng cường tuyên truyền pháp luật đến với học sinh sinh viên và với nhà trường, giáo viên để quản lý học sinh sinh trong khi tham gia giao thông. Đợt cao điểm về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh sẽ được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 10. Cùng với xử lý vi phạm, công an thị xã sẽ gửi thông báo học sinh vi phạm về nhà trường, khu dân cư để có biện pháp giáo dục phù hợp. Qua đó góp phần giảm thiểu vi phạm, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn. Tin thời sự trong nước, khoảng 22 giờ đêm qua 30 tháng 9, trên địa bàn xã Lượng Binh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, gây thiệt hại nghiêm trọng đến nhà cửa và tài sản của nhân dân. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất là bản Đùa, Minh Tiến, Minh Thành và Trầm Puông. Do nước lũ mạnh và lên nhanh nên đã cuốn trôi nhiều tài sản của nhân dân. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lượng Minh cũng bị ngập lụt. Rất may là không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, do lũ ống lũ quét xảy ra vào ban đêm, tuyến đường xốp mạt, Trầm Puông bị sạt lở nghiêm trọng nên công tác khắc phục hậu quả gặp rất nhiều khó khăn. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn huyện Tương Dương và lực lượng tại chỗ đã tổ chức di dời dân đến nơi an toàn. Huyện đang huy động các lực lượng vào giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Trận mưa đêm qua cũng làm sạt lở đất ở nhiều điểm trên địa bàn huyện Tương Dương với hàng trăm khối đất đá sạt trượt xuống quốc lộ 7A. Mưa lũ cũng làm hư hỏng một số nhà dân ở xã Lưu Kiền. Bộ Tài chính đã trình xuất 350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phương án hỗ trợ bổ sung cho 5 địa phương gồm Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 3, cấp hơn 430 tấn gạo và các thiết bị cứu hộ như xuồng cao tốc, nhà bạt, phao cứu sinh và máy phát điện. Đồng thời, Bộ cũng đề xuất cấp các hóa chất xử lý môi trường và thuốc men cần thiết, đề xuất cấp thêm nguồn dự phòng ngân sách trung ương hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ra quyết định cấp giống lúa, giống ngô và một số giống cây trồng khác để hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp cho các địa phương bị ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu của bão. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, tính đến tháng 8 năm 2024, xuất khẩu bong bóng cá tra khô đạt 58 triệu đô la Mỹ, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Bong bóng cá tra được nhiều thị trường ưa chuộng săn lùng, nhất là Trung Quốc. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vào thị trường Trung Quốc đạt 21 triệu đô la Mỹ. Sản phẩm bong bóng cá tra khô của Việt Nam hiện cũng đã có mặt ở một số thị trường châu Á như Thái Lan, Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Đài Loan. Tin thời sự quốc tế, siêu bão Coraton dự kiến mang theo gió mạnh và mưa lớn khi tiến vào Đài Loan, Trung Quốc. Do đó, nhiều trường học và cơ sở kinh doanh tại Đài Loan đã đóng cửa để đề phòng Coraton. Đến 5 giờ sáng ngày 1 tháng 10, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với sức gió 185 km/h. Coraton dự kiến đổ bộ bờ biển Tây Nam Đài Loan vào ngày 2 tháng 10 tới. Đài Loan đã đóng cửa các trường học và văn phòng tại 6 thành phố và huyện ở miền Nam và miền Đông, bao gồm cả thành phố cảng công nghiệp quan trọng là Cao Hùng. Các văn phòng tại Đài Bắc vẫn mở cửa, mặc dù thành phố có thể chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nếu cơn bão di chuyển về phía Bắc. Đài Loan cũng bắt đầu hủy các chuyến bay, tàu thuyền và một số dịch vụ tàu hỏa vào đầu tuần này. Thống kê mới đây cho thấy, người dân Gaza đang phải sống chung với 7.500 tấn bom mìn chưa phát nổ. Một quả tên lửa nằm ngay trên đường phố tại thành phố Den Abala thuộc dải Gaza. Sót lại sau một trận giao tranh, không ai biết quả tên lửa này có thể phát nổ khi nào và cũng không ai biết phải xử lý nó ra sao. Đây chỉ là một trong hàng nghìn quả bom và tên lửa chưa phát nổ. Những gì còn sót lại sau những cuộc giao tranh mà người dân tại đây vẫn hàng ngày sống chung.
Theo báo cáo của Cơ quan Hành động Bom mìn Liên Hợp Quốc, ước tính có khoảng 7.500 tấn bom mìn chưa phát nổ, hiện vẫn đang nằm rải rác trên khắp dải Gaza, sẽ mất khoảng 14 năm để có thể loại bỏ hết số bom mìn này. Trước đây, sự phát triển chiều cao của đỉnh Everest được cho là do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo. Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học Anh, đỉnh Everest cao hơn 15-50m trong 89.000 năm qua và vẫn đang cao thêm mỗi năm vì một nguyên nhân không ngờ, sự xói mòn từ một mạng lưới sông cách Everest khoảng 75 km. Theo đó, sự hợp nhất của hai con sông Arun với sông Kosi liền kề đã khiến nước chảy qua sông Kosi nhiều hơn và đẩy nhanh quá trình xói mòn. Khi đất bị cuốn trôi ngày càng nhiều, nó dần dần kích hoạt tốc độ nâng cao của Everest, đẩy đỉnh núi lên cao hơn nữa. Ước tính đỉnh Everest đã cao thêm từ 15-50m trong 89.000 năm qua và đang tiếp tục cao thêm khoảng 2mm mỗi năm. Các nhà khoa học cho biết, hiện tượng này cũng đang ảnh hưởng đến các đỉnh núi Lhot và Makalu lân cận. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.